huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam. VFF tự tin cơ hội của đội tuyển Việt Nam khi đấu Indonesia trên sân nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn Việt Nam phục thù Indonesia tại AFF Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch AFF Cup. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam. Dự khán V-League mới đây thì ông Kim Sang-sik tỏ ra khá ấn tượng đặc biệt với cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu. Tại vòng 19 V-League 2023-2024, ông Kim của đội tuyển Việt Nam đã đến sân Gò Đậu dự khán trận đấu giữa BKMX Bình Dương và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong trận đấu này, BKMX Bình Dương thi đấu tuyệt hay và giành chiến thắng trước các nhà đương kim vô địch với tỷ số đậm đà là 4-1. Đáng chú ý, ngoài việc đánh giá năng lực của hai tiền đạo Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào, thì ông Kim Sang-sik tỏ ra khá ấn tượng đặc biệt với cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu. Trần Trung Hiếu sinh năm 1993, tên thật là Geoffrey Kizito, người gốc Uganda, sang Việt Nam chơi bóng được 12 năm và đã có quốc tịch Việt Nam cách đây 7 năm. Nếu như được ông Kim Sang-sik triệu tập, Trần Trung Hiếu hoàn toàn đủ thủ tục thi đấu ở tuyển Việt Nam và sẽ giúp cho sức mạnh của Rồng Vàng tăng lên đáng kể. Đội tuyển Việt Nam còn hai lượt trận cuối trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 6 tới đây. Đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt tiếp Philippines trên sân nhà vào ngày 6 tháng 6 và gặp chủ nhà Iraq vào ngày 11 tháng 6. Đây sẽ là hai trận đấu ra mắt cho vị tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, cùng với đó là ekip của ban huấn luyện mới. VFF tự tin cơ hội của đội tuyển Việt Nam thi đấu Indonesia trên sân nhà. Phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú đánh giá cao sức hấp dẫn của ASEAN Cup 2024, đồng thời tự tin vào cơ hội và quyết tâm của đội tuyển Việt Nam. Bảng đấu nào thì cũng khó khăn và thuận lợi, tuy nhiên việc gặp Indonesia trên sân nhà sẽ lợi thế của đội tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên chúng ta thì luôn hướng tới kết quả cao nhất, tiến xa nhất nhưng cần phải giải quyết từng bước một. Đội tuyển Việt Nam trước mắt cần phải vượt qua vòng bảng, sau đó tùy vào thực tế chúng ta sẽ có sự chuẩn bị, ông Trần Anh Tú cho biết. Theo như kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2024 thì đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng với các đội là Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Trong số này thì Indo và Philippines được đánh giá là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong vừa có 3 trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam. Philippines thì không phải là đối thủ dễ chịu với việc nhập tịch một loạt cầu thủ, cũng là một thách thức lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong tháng 6 tới đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với đối thủ này ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo như Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, sau khi ký hợp đồng với VFF, ông Kim Sang-sik và các trợ lý vừa qua đã tích cực theo dõi các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và đang hoàn thiện nhân sự, chuẩn bị cho kế hoạch đội tuyển Việt Nam. Ông Trần Anh Tú đánh giá cao sự chuyên nghiệp của nhà cầm quân Hàn Quốc, đồng thời cho biết là VFF sẽ hỗ trợ tối đa để ông Kim Sang-sik hoàn thành tốt nhiệm vụ. ASEAN Cup có sức lôi cuốn lớn với người hâm mộ Đông Nam Á. Đây là chuyện không có gì nghi ngờ, sự mong đợi của cổ động viên đối với đội tuyển Việt Nam cũng là rất lớn nên sức ép không hề nhỏ. Tuy nhiên tôi tin là ông Kim Sang-sik và các cầu thủ sẽ nỗ lực để giành được kết quả tốt nhất, ông Trần Anh Tú cho biết. Theo thể thức, ASEAN Cup 2024 sẽ thi đấu trên sân nhà và sân khách. Hai đội nhất và nhì của mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Tại bán kết và chung kết thì các đội thi đấu hai lượt trên sân nhà và cả sân khách. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang muốn Việt Nam phục thù Indonesia tại AFF Cup 2024. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin khi chạm trán Indonesia ở bảng B AFF Cup 2024. Dù đội tuyển Việt Nam liên tục chịu những kết quả bất lợi trước đối thủ này dưới người tiền nhiệm Philippe Chuse. Ngoài Indonesia thì Việt Nam chung bảng với Philippines, Myanmar và Lào. Theo như kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 chiều nay, xét về tương quan thì đội tuyển xứ Vạn Đảo vẫn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Việt Nam. Ở 3 lần chạm trán gần đây nhất, Việt Nam dưới thời Chuse lần lượt thua 0-3 và 0-1 tại vòng loại 2 World Cup 2026, 0-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2023. Còn tại AFF Cup 2022 thì Việt Nam thời ông Park Hang-seo hòa Indo không đều trên sân khách rồi thắng 2-0 ở sân nhà. Nếu như chuẩn bị tốt từ bây giờ, tôi nghĩ hoàn toàn có thể chọn chơi tốt trước Indonesia, ông Kim Sang-sik nói sau lễ bốc thăm ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ bù đắp lại những trận đấu vừa qua, cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Huấn luyện viên Kim mới được bổ nhiệm thay thế Chuse hồi đầu tháng 5 với nhiệm vụ tối thiểu là vào đến bán kết, phân đấu vào chung kết AFF Cup 2024. Trước giới truyền thông hôm nay, ông nhấn mạnh nhiều lần về việc phải chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ, đồng thời thừa nhận cảm thấy hối hộp trước sự kỳ vọng lớn tại Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết là sẽ cố gắng hết sức vì bóng đá Việt Nam, người hâm mộ và sẽ xin lời khuyên từ huấn luyện viên Park khi cần để tạo nên đội tuyển tốt nhất có thể. Huấn luyện viên Kim nói thêm, tôi sẽ cân nhắc nghiên cứu nhiều để tìm ra phương án huấn luyện cầu thủ. Tôi muốn họ là một tập thể thống nhất, trình diễn đẹp mắt và xứng đáng nhận được sự tán dương từ người hâm mộ. Vòng bảng AFF Cup 2024 vẫn giữ thể thức đá hai lượt trận là sân nhà,
hai trận sân khách. Việt Nam thì thuộc nhóm hạt giống số 1 nên là có lợi thế trong trận đấu gặp Indonesia trên sân nhà và lượt 3 ngày 30 tháng 11. Trước đó, đội tuyển làm khách trước Lào ở lượt trận giao quân ngày 24 tháng 11, rồi được nghỉ lượt 2, còn Indo thì phải gặp Myanmar rồi Lào ở hai lượt đầu. Sau đó, thầy trò ông Kim sẽ làm khách tại Philippines ngày 3 tháng 12 trước khi tiếp Myanmar ở lượt cuối ngày 7 tháng 12. Ngoài Indonesia, Philippines là đối thủ được đánh giá cao tiếp theo, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bỉ Tom Saphies và đang có kế hoạch nhập tịch các cầu thủ mang dòng máu Lai. Huấn luyện viên Kim cho biết trận đấu ngày 6 tháng 6 tại vòng loại 2 World Cup 2026 là cơ hội để có thể đánh giá sức mạnh của người Philippines. Mục tiêu của chúng tôi đó là vô địch dù các đối thủ không hề dễ chơi, huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc cho hay. Không có đối thủ nào mà chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng cả. AFF Cup 2024 diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Tại kỳ này, giải sẽ đổi tên thành ASEAN Cup. Đây là lần thứ hai giải đấu đổi tên, trước đó là Tiger Cup thành AFF Cup. AFF Cup 2024 là lần thứ 15 mà giải bóng đá vô địch Đông Nam Á được tổ chức kể từ năm 1996 với 4 nhà vô địch. Thái Lan vô địch nhiều nhất với 7 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Xếp sau là Singapore năm 98, 2004, 2007 và 2012. Việt Nam vô địch năm 2008 và 2018, Malaysia thì vô địch năm 2020. Indonesia là vua nhì khi toàn thua cả 6 trận đấu chung kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đang muốn cùng với đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2024. Dù cho là những chiến binh sao vàng đang đụng đối thủ khó chơi Indonesia ngay vòng đấu bảng. Chiều ngày 21 tháng 5 thì lễ bốc thăm của giải AFF Cup 2024 nay có tên gọi mới là ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Theo như kết quả bốc thăm thì đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Indonesia, Philippines, Myanmar và cả Lào. Trong khi bảng A có các đội là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong trận playoff Brunei gặp Timor Leste. Sau vòng đấu lại World Cup 2026 và ASEAN Cup 2023, một lần nữa đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ đầy duyên nợ Indonesia. Đội bóng đã toàn thắng cả 3 trận trước tuyển Việt Nam trong năm 2024, một trận tại ASEAN Cup, hai trận ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Có mặt trong buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2024, thì tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik tỏ ra hết sức tự tin về cơ hội của đội tuyển Việt Nam. Dù cho là những chiến binh sao vàng, tái ngộ một đội tuyển Indonesia đang được đánh giá cao với nhiều cầu thủ nhập tịch. Ông Kim Sang-sik nói, hiện tại thành tích của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở các trận đấu gần đây không được tốt. Thế nhưng nếu như có sự chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có một trận đấu tốt để bù đắp lại cho những trận đấu vừa qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được chiến thắng. Còn với Philippines, chúng tôi sẽ có trận đấu gặp họ vào tháng 6 này ở vòng loại World Cup. Philippines cũng đang chuẩn bị có các nhân tố mới, chưa biết là họ có sử dụng những cầu thủ đó không. Thế nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị để có thể đối phó với họ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để chiến đấu trong những trận đấu đó. Khi được hỏi về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, nhà cầm quân người Hàn Quốc không ngần ngại mà khẳng định ông cùng với các học trò luôn hướng đến chức vô địch ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Tại tất cả các giải đấu thì mục tiêu của tôi luôn là chiến thắng các trận đấu và vô địch. Mặc dù các đối thủ đều không dễ dàng nhưng nếu như chúng tôi chuẩn bị tốt, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng chiến thắng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt để có thể hướng tới mục tiêu vô địch. Mặc dù giải đấu chưa bắt đầu thì nhưng tôi cần nhắc lại rằng nếu như tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt từ bây giờ, chúng tôi vẫn có thể giành được kết quả tốt nhất, ông Kim Sang-sik cho hay. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cho biết thêm là ông đang khá hồi hộp và đặt nhiều kỳ vọng trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự một kỳ AFF Cup. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định rằng tôi sẽ cố gắng xây dựng đội tuyển Việt Nam là một tập thể mạnh, có thể thi đấu tốt và đem đến cho người hâm mộ Việt Nam màn trình diễn đẹp mắt, xứng đáng được nhận sự tán dương từ các cổ động viên. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Kim không quên dành sự tôn trọng cho những thành tích mà ông Park Hang-seo đã giành được cùng với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ. Ông Kim hứa sẽ cố gắng hết sức để đáp lại sự tin tưởng từ ông Park lẫn đông đảo người hâm mộ. Huấn luyện viên Park đã có những thành tích rất tốt và người hùng của bóng đá Việt Nam. Tôi rất tôn trọng và kính nể ông Park. Vì nền bóng đá Việt Nam và các cổ động viên Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết sức và cũng xin những lời khuyên từ huấn luyện viên Park khi cần để tạo nên một đội bóng tốt nhất có thể. Tất cả các đội đều có mục tiêu và chiến đấu với nhau hết mình vì mục tiêu. Không có đội bóng nào là đối thủ dễ dàng nhưng cũng không có đội nào mà chúng ta hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng cả. Cố gắng tiến vào chung kết và giành kết quả tốt, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam nói sau lễ bốc thăm AFF Cup 2024.